Để uh, ôn thi hiệu quả trong giai đoạn nước rút này, uh, chúng ta không còn nhiều thời gian. Học lan man thì chúng ta sẽ rất là lãng phí. Ừ. Vậy, quan điểm của thầy trong giai đoạn nước rút, chúng ta phải thấm nhuần cái triết lý đó là dễ và cơ bản thì làm được hết và không mất điểm. Xác định cái mục tiêu như thế. Và nâng cao những câu phân loại thì học dần lên. Đó, cứ chắc 8 điểm xong đến 8 điểm rưỡi Xong rồi dần lên 9 điểm rồi 9 điểm rưỡi Đó mục tiêu của chúng ta là như vậy Thế thế làm thế nào để ôn hiệu quả trong giai đoạn nước rút này Thứ nhất là chúng ta phải xác định đúng kiến thức trọng tâm Kiến thức phải xác định đúng trọng tâm để mình không học lan man Và ôn những dạng cơ bản trước và những câu phân loại sau Uh, song song đó thì các bạn có thể uh, thi thoảng làm những cái câu phân loại không không thầy nói như vậy không có nghĩa rằng là mình uh, cứ phải học hết cơ bản xong đâu đấy rồi mình mới học nâng cao, có thể là mình trong cái cái phần cơ bản đó, nó có một ý nâng cao mình làm luôn nhá. Tuy nhiên, uh, ở đây thầy nhấn mạnh là những bạn nào thấy những cái câu phân loại đó đối với bản thân mình nó quá khó thì mình chưa nên cố gắng ngay mà mình cứ học hết những cái phần cơ bản của các phần khác rồi quay trở lại những câu nâng cao đó học sau cũng được. Không sao cả. Tức là mình chấp nhận nếu khó quá mình có thể bỏ qua cái phần đấy. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Tiếp theo là dự đoán cái xu hướng đổi mới đề thi. Cái đề thi những năm trước đồng ý là một cái tư liệu cực kỳ quý báu để mình tham khảo cái cấu trúc và cái dạng trọng tâm, nhưng đó mới chỉ là quá khứ. Mà cái chúng ta thi là cái tương lai Cái tương lai thì nó không bao giờ giống 100% với quá khứ Nó luôn đổi mới Vậy phải nắm bắt cái xu hướng đổi mới của đề thi Mà thầy đã nhiều lần nhấn mạnh và nhấn mạnh từ năm ngoái Đó là uh, cái dạng toán quan trọng Theo cái xu hướng đổi mới là xuất hiện hình không gian Và xuất hiện những bài toán thực tế Và thầy đã cũng đã dạy uh, tương đối kỹ tất cả các dạng bài Và có thể người ta cho thì chúng ta cũng đã làm quen rồi Và mình xem Ở trường, tỉnh, thành phố mình Cái xu hướng nó đã xuất hiện nhiều chưa à, Và mình cần phải ôn cái phần này <laughs> <laughs> Tiếp theo Là khi mà chúng ta luyện đề ấy, Thì giai đoạn này là giai đoạn Mà các bạn phải luyện đề rồi đó. thì uh, chúng ta phải uh, kết hợp hài hòa thời gian giữa tổng ôn luyện đề rồi tổng ôn tại sao thầy lại nói như vậy? Bởi vì uh, sau giai đoạn tổng ôn tức là mình học sâu các kiến thức về từng chuyên đề các chuyên đề với nhau thì đến giai đoạn là mình luyện đề nhưng luyện đề xong thì mình lại phải ôn lại Đó. những cái chuyên đề đặc biệt là những cái chuyên đề mà mà trong cái đề thi mình thấy rằng là ở ờ, nó xuất hiện nhiều trong đề thi mà mình cứ gặp cái dạng này mình không làm được hoặc là làm là sai hoặc hoặc là thấy rằng là lâu uh, làm lâu lắm mãi mới làm được bài thì chúng ta phải sao ạ ôn lại cái dạng đó đấy, lại lại ôn lại cái chuyên đề đấy nhá yeah. kết hợp giữa tổng ôn luyện đề và tổng ôn <laughs> trong cái giai đoạn nước nút này thì cái việc luyện đề là cái việc theo thầy là cực kỳ quan trọng à, vậy chúng ta phải xác định chọn cái bộ đề sao cho phù hợp bộ đề phù hợp quan trọng lắm bộ đề đó nó phải phù hợp với cái cấu trúc của cái trường của cái tỉnh thành mình dự thi mức độ nó không quá khó so với cái đề mình dự thi mà nó cũng không được quá dễ và đề bộ đề này nó tốt nhất là xây dựng theo hình bậc thang là đề một thì dễ thôi rồi đề cuối cùng thì khó dần lên Đấy. Rồi uh, bộ đề đó nó phủ hết các dạng kiến thức trọng tâm đó. không phải 10 đề luyện 10 đề mà 10 đề giống hệt nhau cùng một dạng bài. Còn khi bạn luyện đến trăm đề mà trăm đề giống hệt nhau thì thì bạn làm đến đề 100 là công nhận bạn giỏi rồi nhanh lắm làm nhanh lắm vì nó giống hệt nhau nhưng mà nó không có ý nghĩa lắm trong cái việc mà mình uh, đi thi bởi vì là mình làm giống hệt nhau thế thì đến lúc đi thi thì nó đâu có như vậy ạ à. Cái bộ đề thi của mình làm sao nó phải đa dạng các dạng bài à và tốt nhất là nó phủ được cái dạng bài để mình qua cái bộ đề đó mình đánh giá được là mình đang yếu cái phần nào <laughs> à, và khi luyện đề thì theo thầy nó là quan trọng mà thì mình cần phải lưu ý một số điều <laughs> đó là mình uh, phải trình bày theo chuẩn chuẩn ở đây thì uh, các bạn nên theo giáo viên đặc biệt là những giáo viên chấm thi đó. người ta uh, có kinh nghiệm rồi những cái phần nào bị trừ điểm giáo viên sẽ luôn luôn nhắc nhở các bạn thì các bạn phải lưu ý cái điều đó <laughs> khi luyện đề xong thì mình phải rút kinh nghiệm như thầy nói đấy có hai vấn đề mình cần rút đó là những sai lầm cần tránh và những kiến thức bị hỏng thì cần ôn lại đó. và để rèn luyện tâm lý nhiều bạn là vào phòng thi là tay cứ run như này đổ mồ hôi tay đổ mồ hôi đầu tinh thần hoảng loạn chữ bay hết Thế mình rèn luyện bằng cách là làm một cái đề thi cũng tìm nơi yên tĩnh ngồi đóng cửa bấm thời gian làm như thi thật xong làm xong tự chấm xem mấy điểm mình cứ làm như thế khoảng 20 đề tự làm như thế thì cái tâm lý của mình nó nó vững vàng hơn nhé và nhớ là tổng hợp lại những cái kiến thức và những kinh nghiệm sau quá trình luyện đề tổng hợp lại ở đây là ghi lại này những cái chú ý này những cái uh, uh, sai lầm mà mình cần tránh này rồi uh, những cái dạng bài mình tổng hợp lại đó là một cuốn sổ tay uh, cực kỳ kinh nghiệm quý, quý báu và quan trọng đối với bạn để đến lúc mà mình uh, đi thi thì mình sẽ mở mình xem nhanh lại đó. đây là những cái uh, kinh nghiệm của thầy để ôn thi uh, trong giai đoạn nước rút một cách hiệu quả đến bây giờ thì chắc chắn là bạn nào cũng phải luyện đề rồi nhưng luyện làm sao cho đúng và hiệu quả nhé.